Chào mọi người nha. Hôm nay mình có nhận cây Oppo A53. Tình trạng là bỏ sim Viettel vô thì có sóng, nhưng mà mình gọi thì nó cứ không được nha. Nó gọi nó cứ treo nhiều, một lúc là nó thoát ra. Để mình thử cho mọi người xem. Đó, nó chạy hoài ha. Rồi thôi, giờ mình thoát ra. Giờ mình thử sim Mobi vô nha. Mobi Vina thì gọi bình thường. Để mình gắn cái sim Mobi vô mọi người. Nói không? Mobi gọi bình thường không mọi người? Rồi bây giờ mình sẽ tắt máy ha. Để mình chọn bấm máy rồi kiểm tra máy coi nó bị gì. Tình trạng như vậy là thường thường là bị phần sóng mọi người, kiểu mất sóng 2G, tại vì Viettel đã cắt sóng 2G rồi đó. Mình ra mình để mình tháo rồi kiểm tra, mình thấy mình sẽ thay công suất 2G nha. Tình trạng này thì đó là mình gặp nhiều ở trên iPhone 6 lút với lại 7 lút đồ nhiều, dùng Android thì cũng hiếm gặp hơn. Bây giờ để mình tháo nắp lưng nha. Rồi sau khi tháo lưng ra giờ thì ở đầu mình thấy là em tắt máy đấy. Rồi tiến hành tháo nha. Rồi nó áp xong thì giờ mình mày cái sườn ra cái vỏ ra. Rồi xong giờ thì ta sẽ lấy cái men nha. Rồi sắp kép rồi nha, cái bức thư một bên. Tháo camera để qua bên thôi. Men lên. Men này có keo dính vào sườn, dầu phải thôi cho nó nóng tí rồi mình mới bậy cái men lên nha. Rồi ok, lấy cái màn này rồi. Giờ mình để cái màn hình qua bên. Rồi, giờ mình sẽ tháo phần sóng này ra. Sóng nằm trong cái siêu này. Để mình cạo mấy
siêu dán dán là để mình còn cái lấy cái siêu sắc vậy. Rồi, ok mình lọc xong rồi. Rồi mình bỏ lên cái đế cố định giữ cái men lại nha. Rồi, giờ mình sẽ cọ lấy cái siêu này ra nha. Rồi cho nó nóng nóng cái xìu để bảy cái xìu lên. Này là siêu viên nó cũng cứng lắm nha mọi người, còn những nhiệt đều nó mới chịu ra. Rồi cuối cùng mình cũng tháo được cái siêu ra. Rồi đây là toàn bộ cái phần sống của cái máy này nha, đi xe trung tầng công suất toàn năng đây hết, điều khiển sóng cho máy. Còn bây giờ mình sẽ đem qua kính vi để mình tiến hành đo đạc coi có chạm chập gì không. Rồi sau một lúc đo đạc thì mình thấy không có chạm chập gì vậy, mình tiến hành hai con công suất 2 giờ này nha. Rồi mời mọi người cùng theo dõi nha. Rồi giờ mình sẽ cho tiếng mở hàng lên, còn lấy công suất 2 giờ ra.
rồi. nó lấy được công suất 2G cho nha. Rồi tiếp tục mình sẽ lấy một con IC công suất trên một cái máy SAT, nó cùng mã với cái con IC công suất trong máy kia nha, hai con phải giống mã nhau. Còn giờ cái bo máy hàng lên, áo bên đây đóng bên kia, rồi giờ mình gấp ra rồi, tiến hành đóng vô cái men đó nha. IC là chân rìa bự nên mình không cần cạo chân là nhau rồi. Nếu mà muốn dễ đóng thì mình xi chì vô thêm, chứ xe không cần làm chân. Rồi ok, giờ mình đợi tí cho men nó nguội rồi mình gắn vô máy mình test nha. Rồi, bây giờ lấy men ra. Để mà kẹp nguồn thử có chạm chặt nha mọi người. Rồi thấy không có chạm hết. Rồi giờ mình bỏ vô sườn máy để mình test nha. Rồi gọi được chưa? Rồi giờ mình sẽ lấy cái vỏ mà gắn vô nè, tại vì cái phần sống tiếp xúc anten trên cái vỏ, gắn cái vỏ lại mới có sống được nha. Rồi nó lên rồi, giờ mình nhét cái sim vô. Rồi chút cho sóng nó lên nha. Ok có sóng rồi. Rồi bây giờ tiến hành điện gọi thử coi coi được không nha.
Rồi, rồi được nha mọi người. Đó, nhảy số dây rồi nha. Ok, rồi bây giờ mình gọi lần nữa. Vẫn là lần nữa nha, tôi chắc. Ok, rồi được nha mọi người. Bây giờ mình thay công suất 2 giờ đúng bệnh rồi nha. Ok. Rồi, giờ mình sẽ tắt nguồn máy để mình ráp camera với đầy đủ đồ lại ha. Để mình tháo cái men bắt đầu mình vệ sinh cái chỗ đi xe mình cho sạch sẽ rồi nha. Vệ sinh rồi cho sạch sẽ nhìn cho nó đẹp chút. Rồi, giờ mình ráp lại. Cũng đầy đủ đồ lắm. Ok, mình gắn camera nha. Đều là gắn camera sau. Gắn cái nút thơm vân tay. Rồi xong rồi mình sẽ gắn cái sườn giỏ vô. Tiến hành mình gắn ốc. Cái nắp lưng lại rồi nó xiêm lại.
Rồi máy lên nguồn rồi mình thử lên làm nữa nha mọi người. Mình gọi nó làm nữa nha. Rồi, ok nha mọi người. Nhảy dây này nha, số dây. Rồi vậy là cái video sửa cái Oppo A53 bị mất sóng Viettel nha. Mà Mobivina thì bình thường, Viettel thì có sóng nhưng mà không được. Đó, hoàn thành nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi với mình. Cái này cho mình xin một like, chia sẻ, đăng ký kênh nha. Rồi, bye mọi người, gặp mọi người video tiếp theo.